Thái công chưa qua, Hasaki đã tới, hàng loạt mặt hàng lên kệ với giá trị cả tỷ đồng. Bất ngờ nhất là vẫn có người ấn mua. Thời gian qua, cư dân mạng đang rộ lên bàn tán xôn xao về shop hàng gia dụng Thái Công với những món đồ thượng lưu xa xỉ phẩm có mức giá khó ai mua được. Cùng lúc đó, một cửa hàng khác nổi lên để cạnh tranh trực tiếp về độ chơi lớn, đường cư dân mạng chú ý, đó chính là Hasaki. Trong phần cửa hàng của thương hiệu mỹ phẩm này, hàng loạt các món đồ quen thuộc được chào bán với giá trên trời, toàn tầm 1 tỷ. Có thể kể đến như là cốc uống nước, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, gel rửa mặt, vân vân. Bất ngờ nhất là chiếc cốc uống nước màu xanh pastel được định giá xấp xỉ 1 tỷ đồng đã được ai đó ấn mua, khiến cư dân mạng sốt sình sịch. Ôi trời ơi! Cái gì vậy? Thảo Hán! Thảo Hán! Theo đó, đây chỉ là chiến dịch marketing của nhãn hàng mà thôi. Những món đồ vốn dĩ là hàng tặng không bán nên đường cố ý để mức giá 1 tỷ để không ai mua được. Còn nhỡ có ai mà mua thật thì chắc là cũng bán thôi, nhở? Hay ai đó thử ấn mua hàng xem sao, đảm bảo lên xu hướng luôn. Chứ túi cũng muốn lắm mà sợ ship tới, hổng có tiền trả, lại bị phốt bom hàng. Cả nhà nghĩ sao về chiến dịch cực ấn tượng này? Chia sẻ cùng TV Trends cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé!